sau bao mùa thành công khi tìm ra những tài năng xuất sắc như cặp đôi vũ công Đăng Quân Bảo Ngọc, chàng luật sư MH Hữu Kiên và cậu bé Thi Màu Đức Vĩnh, thì tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa thứ tư đã chính thức quay trở lại với mong muốn tìm kiếm những tài năng mới, những đam mê mới và những khát khao mới. Hàng ngàn thí sinh từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã đến với vòng loại tuyển chọn của chương trình trong tâm trạng tràn đầy hồi hộp và phấn khích. Khác với những mùa trước, năm nay vòng loại sân khấu của chương trình đón chào những gương mặt giám khảo mới: nghệ sĩ Chí Trung, nghệ sĩ Việt Hương, ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Băng Kiều và nghệ sĩ Trấn Thành, bên cạnh gương mặt giám khảo quen thuộc nhạc sĩ Huy Tuấn. Sự xuất hiện của các vị giám khảo mới này đã đem tới những màu sắc mới để tạo nên không khí đầy sôi động cho vòng loại sân khấu của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư. Chứng kiến những màn trình diễn tài năng đặc biệt thì chắc rằng trong chúng ta ai cũng có những niềm yêu thích và sự xúc động. Thật may mắn khi các vị giám khảo đã có một quyền lực đặc biệt để chuyển tải những cảm xúc thành hành động. Không gì khác hơn chính là chiếc nút vàng đặc biệt của họ. Chỉ cần ban giám khảo nói ra hai từ đồng ý thì rất nhiều thí sinh đã có thêm những cơ hội để đến gần hơn với con đường ước mơ của chính mình. Bắn mắt, phải quan anh. Đó. Kiều đỏ mặt, kiều đỏ mặt rồi. Anh từ chối sao được tình yêu này. Thay vì chọn một cái người nhảy có thể chuyên nghiệp hơn thì bạn ấy chọn người mẹ của mình. Tôi xúc động về cái câu chuyện của bạn mang tới hôm nay. Giống như là ở xung quanh cô không còn ai. Cô hát theo cái tình cảm, cái trái tim của mình. Và cái đó thì là cái mà rất là quý. Trải qua những ngày tuyển chọn căng thẳng, 140 tiết mục đã nhận được sự đồng ý từ phía các vị giám khảo, nhưng sẽ chỉ có 49 tiết mục được vào bán kết. Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.